bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bốn giai đoạn tất yếu của đời người. Mọi người chúng ta đều phải trải qua bốn cái khổ lớn của cuộc đời, gọi là sanh, lão, bệnh, tử. Bất kỳ người nào cũng không thể thoát khỏi bốn nỗi thống khổ đó. Trừ khi bạn tu đạo và thoát được vòng sanh tử thì chẳng nói đến làm gì, đa số người đời đều phải chịu bốn thứ khổ ấy. Khi sanh ra thì giống như bị hai trái núi đè ép, cho nên trẻ con khi mới chào đời, việc đầu tiên là khóc òa lên, đó thể hiện sự đau khổ. Bà con quyến thuộc bị cảnh giới làm cho mê muội thì lại tới chúc mừng. Tuy đó là một niềm vui, nhưng kỳ thật là một nỗi khổ. Đến lúc già thì mắt mờ, tai điếc, răng rụng, tóc bạc, chân tay đình công không còn cử động như ý muốn nữa. Thật là vô cùng đau khổ. Đến lúc bệnh rồi, tứ đại không còn điều hòa, không còn hợp tác với mình nữa. Bấy giờ chỉ còn nằm liệt giường, chẳng đứng dậy được. Bần cùng khốn khổ đi đôi với nhau, đúng là trong cái khổ lại còn khổ thêm nữa. Lúc ấy, tâm muốn một đường, nhưng sức lực chẳng đầy đủ để làm theo. Bạn nghĩ coi, đó chẳng phải là khổ hay sao? Đến lúc chết thì khổ đau không sao tả xiết, giống như con trâu sống mà bị lột da. Mình vì con cái mà móc ruột móc gan, bị thất tình lục dục làm cho mê muội, không buông bỏ được chúng. Kỳ thật, chết là chuyện mà ai cũng phải trải qua. Vậy sao lúc sanh ra lại vui vẻ mà khi chết lại âu sầu? Đáng tiếc là những kẻ ngu muội si mê không thể phá bỏ sự chấp trước này. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu về vấn đề sanh từ đâu đến rồi chết đi về đâu. Nếu mình thông suốt vấn đề này thì có thể thoát khỏi tam giới, không còn lọt vào luân hồi nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni xưa kia vì muốn nghiên cứu vấn đề này nên mới xuất gia tu đạo. Ngài hành đạo khổ tu 6 năm mà chẳng đạt được phương pháp giải quyết vấn đề sinh tử. Sau cùng, tại gốc cây Bồ Đề, Ngài ngồi tịnh tọa 49 ngày. Đêm đến thấy sao mai mọc ra, Ngài ngộ đạo, thấu triệt được vòng xoay chuyển của đời người, tức là 12 nhân duyên. Ngày hôm nay, vì sao tôi nói đến đạo lý này? Bởi vì, khi tôi mới tới Hương Cảng năm 1949, vị đệ tử đầu tiên quy y tôi là bà La Quả Minh. Bà ta năm nay được 81 tuổi. Sáng hôm qua, bà đã vãng sanh, khiến cho tôi động lòng xúc cảm. Bà ta suốt đời bị hoàn cảnh chèn ép, song bà không đầu hàng nghịch cảnh, nhẫn nhục chịu đựng và nuôi dưỡng 5 đứa con gái. Nay con bà đã trưởng thành, tương đối thành đạt cả. Vì vậy, bà Quả Minh có thể vui vẻ mà ra đi, hoặc bà đã được vãng sanh về thế giới cực lạc. Hòa Thượng Tiên Hóa giảng ngày 4 tháng 9 năm 1983. Ha ha ha, 问什么的说。